Cửa hàng động cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. May cả bên em lên cho mọi người một ít xích bãi, xích đắp qua sử dụng này. Đó. Nói chung là cũng rất là nhiều. Đó. Bao gồm xích chuột là nhiều nhá, xích chuột rồi xích 91 là nhiều. Đó. Rồi có ít xích mới là thanh lý cho mọi người luôn này. Đây, cái này là xích mới nhá, trong thùng này toàn xích mới này. Đó. Xích mới thì đủ kích cỡ, xích mới này. Đó, lưu ý là hàng này riêng cái xích lớn ấy, xích lớn thì sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó, mẫu này mẫu của Thiên Hoàng Nguyên nhá, hàng nói chung cũng ok luôn nhá. Đó, xích 30 mắt xích này, 30 mắt xích. Đó, rồi xích 325 này, 325 này là xích mới nhưng mà kiểu để dơ nhá. Đó, nói chung giá rẻ cho mọi người luôn. Đó, 91 này, xích 91 này, 325 này. Nói chung xích này là xích mới 100%. Cái dơ này thì em khi em giao cho khách này là em sẽ rửa sạch sẽ đi cho mọi người, em rửa bằng xăng thì đảm bảo là như mới. Đó. Còn xích cũ là xích cũ, xích cũ bán giá xích cũ, xích mới bán giá xích mới. Đó. Nhưng mà tất cả đều là đang giá tốt. Đó, thanh lý cho mọi người đống xích để cho nó xong, cho nó gọn nhà này. Đó, xích lớn này, 30 mắt xích nhá. Đó. 150 một sợi nhá. Đó, xích lớn 30 mắt xích, 150 một sợi xích mới. Xích xịn của Thiên Hoàng Nguyên luôn. Đó, này. 150 một sợi nhá. Mua 5 sợi là em miễn phí ship nhá. 5 sợi trở lên là miễn phí ship. Đó. Đó. Còn lưu ý là mua những cái đồ lặt vặt này là mọi người cọc trước cho em tiền cước nhá. Tại bán thanh lý lãi không được bao nhiêu, nếu mà bị bom hàng ấy thì là lại thành lỗ. Nên là lưu ý cọc trước cho em 50 ngàn thôi, 50 ngàn tiền cước phí vận chuyển thôi. Để nhận hàng thanh toán sổ lại rồi kiên tâm. Đó. Rồi, xích lớn Thiên Hoàng Nguyên rồi HO tùm lum hết. Cứ 150 một sợi. Xích lớn luôn đấy. Xích này lớn, xích mới, 150 một sợi nha mọi người. Đó. 150 ngàn một sợi. 5 sợi bao ship. Đó. Còn đến xích chuột này. Này, xích chuột thì nói chung á là nó có cái tùy theo lam xích, lam ngắn lam dài, nhưng mà chung quy thường á, nếu mà cái lam mà 34 mắt thì là lam 35 phần cắt hoàn 30 là 34 mắt. Còn lam 42 phần cắt là 35 á thì là 38 mắt. Đó, còn lam 50 phần cắt 40 á thì là 43 mắt. Đấy là có ba cái cỡ xích chuột này thường thường người ta hay dùng nhá. Còn có loại lam ngắn hơn nữa thì ngắn như này là ngắn nhất này. Đó. Thì cái xích chuột này ấy thì nếu mà em cứ tính lam xích chung đi nhá, xích chung gọi là lam 40 á, lam 40 là 38 mắt xích á, 180 một sợi nhá. Đó. Còn nếu mà lam 50 ấy, thì 200, còn lam 35 á, thì 160, nói chung là 160, 180, 200. Đó, là xích chuột. Đó, xích mới luôn nhá, xích mới luôn đấy, xích ngon đấy. Xích 325 này cũng vậy, xích 325 này thì cứ tính cho mọi người nó có loại 34 mắt. 34 mắt thì tính cho mọi người 160 một sợi luôn, 160 một sợi nhá. 34 mắt 160 một sợi. Cứ nói chung cứ một sợi xích 325 này, mọi người thích kem cắt 30, 34 gì đó thì em cứ tính cho mọi người 160 một sợi. Xích 325 mới. Đó. Xích mới. Còn xích 91 thì một sợi của nó thì lại viết như nó có 2-3 dòng. Xích 91 đâu. Đây, xích 91 này. Nếu mà lam 40 thì là 26 mắt xích này. Đó. 26 mắt xích. Còn lam 50 thì 30 mắt xích. Đó, thì em cứ tính 150 một sợi. Đấy, 150 một sợi là xích ngon đấy nhá. Xích ngon luôn. 150 một sợi là cái này là 5 sợi là đều miễn phí ship hết. Đó. Là xích xịn. Đó. Là 26 hay là 30 gì cũng vậy. Nếu khách hàng mà mua loại bao nhiêu mắt thì báo em cắt cho bấy nhiêu mắt nhé. Đó. Đó, cắt em đóng sẵn cho vào bịch chỉ việc dùng thôi. Đó, đấy là xích mới. Xích mới thì bao gồm ba loại: xích lớn, xích 325 và xích 91. À, còn xích chuột nữa chứ, là bốn loại tất cả luôn, tổng là có bốn loại luôn. Tính có bằng này thôi là cũng không có nhiều đâu, chắc được vài ba chục sợi thôi, đó, không có nhiều nhá. Nên là khách hàng nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho bên em nhé. Đấy là xích mới nha mọi người. Xích mới, còn xích bãi này, xích bãi thì nhiều lượng lắm. Nói chung là cái này em bán mão thôi. Đó. Xích bãi là hàng đã qua sử dụng tháo máy này. Đó. Đã qua sử dụng tháo máy. Em cứ bán theo sợi, sợi thì nó có ngắn có dài. Đấy này, có sợi ngắn sợi dài này. Đó. Sợi ngắn sợi dài. Có loại sợi dày sợi mỏng, nhưng mà tất cả xích cũ ấy là đều còn đây. Em cứ đo nó ít nhất là nó phải tầm khoảng 60% trở lên nhé. Đây, cái này là còn 80% luôn. Đó, 80% luôn. Đó. Ít nhất là phải 60% trở lên đến 80-90%, nếu mọi người yên tâm. Đấy là xích bãi. Còn nếu mà thấp quá thì em vứt đi. Đó. Còn nếu mà còn dày thì em để luôn. Đó. Đây. Đó, như cái này là còn khoảng 60%. Rồi, cứ một sợi như này á là bên em bán cho mọi người
100.000 một sợi nhá. 5 sợi là bao ship, 100.000 một sợi, 5 sợi là bao ship nhá. Đó. 5 sợi là bao ship. Còn nếu khách hàng mà mua lẻ nhá, mua lẻ có nghĩa là mua ví dụ như cần cái mua sợi như thế này ấy, thì nó có sợi 26, sợi 28, sợi 30. Đó, sợi 22. Đó. Còn nếu mà mua mà ví dụ mình muốn mua cụ thể chuẩn xác, ví dụ như bây giờ cái lam của nhà mình đang là 26 mắt, mua chỉ mua 26 mắt, đúng 26 mắt đấy. Đó kiểu vậy. Thì phải báo em rõ em nhá. Đó, nếu mà thích 26 mắt em cắt đúng 26 mắt cho mọi người. Thì mua theo cộng như vậy ấy, gọi là bên em phải bỏ công cắt ấy, thì cứ 101 một sợi. Đó. Còn mua mão có nghĩa là có dáng ngắn có dài thì là 100 một sợi. Còn mua đo chính xác cụ thể thì là 101 một sợi nhá. Đấy là xích bãi của xích 91 này. Rồi xích chuột này, xích chuột này thì nhiều mắt hơn thì nhiều tiền hơn. Xích chuột này lại có rất nhiều luôn nhá, này. Đó, này. Mắt còn dày nguyên này. Hàng thảo máy luôn đấy. Thì xích chuột này cứ 120 một sợi nhá. 120 một sợi. Xích chuột này chuẩn xác là mắc tiền này, tại vì nó tới 38 với 43 mắt không à. Bình thường người ta chỉ có hai mấy 30 mắt thì cái này nó tới 38 40 mấy mắt. Đó, nhưng nếu mà mua mới rất là mắc tiền, tại vì tính theo mắt là rất mắc tiền. Nhưng mà em bán sợi, em bán mão cho mọi người ấy, một đống này này. Cứ đếm bao nhiêu sợi là tính bấy nhiêu tiền. Đó. Là cứ một sợi ấy, thì là 120, có ngắn có dài chứ không phải là cái nào cũng bằng nhau nhá. Có ngắn có dài. Có 30 34 36 38 43. Đó. Còn nếu mà mọi người muốn mua cụ thể đấy, cụ thể là ví dụ như mua 38 mắt hoặc là 34 mắt. Đó. Thì em cứ tính cho mọi người với giá là 140 một sợi. Hên xui. Đó. Đấy là cắt chuột cho mọi người ấy, là 140 một sợi. Còn mua mão có ngắn có dài thì là 120 một sợi. Đấy là xích chuột nhé. Đó, đúng xích chuột là nhiều nhất. Đó, đủ các loại luôn. Rồi đến xích lớn này. Xích lớn này không có nhiều đâu. Xích lớn này có mấy cọng à. Xích lớn này thì có chân 3 và chân 6 nha mọi người này. Xích lớn đã qua sử dụng này. 1 sợi, 2 sợi này. 3 sợi này. Đó. 4 sợi này. 5 sợi này. 6 sợi. 7 sợi. Ôi dưới này như mới luôn. 8 sợi, 9 sợi này. Này. Xích này xích gì đây? Xích tin luôn nha mọi người. Đó, xích này xích HO này. Đó. Rồi xích tin này. Đó. Rồi. Cứ một sợi xích lớn này ấy, đây tổng cộng khoảng chục sợi. Đó, chục sợi thì tính cho mọi người chục sợi này tính cho mọi người 1 triệu nhá. 1 triệu. Nó xích này là xích Estin với xích HO xích xịn không nhá. Đó, xích này nếu mà mọi người đi mua ví dụ Estin này mua 1 sợi mới bây giờ 250 260 một sợi đấy nhá, chứ không phải rẻ đâu. Đó. Xích nhá. Đó, rồi. Thì là khoảng 10 sợi thì là khoảng 100, còn mua lẻ 1 sợi thì cứ 120 một sợi. Em cứ bán rõ như vậy cho nó dễ. Đó. Đó, đấy là xích lớn. Xích lớn này. Xích cũ. Rồi. À, những cái dòng xích đấy thì khách hàng nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. À bên em có bán rũa luôn nhé. À, rũa này lỡ quay luôn ạ. Rũa này. Rũa bên em này có nhiều loại. Đây rũa 4 ly 8. 4 ly 8 này nhé. Loại có cá này. Mua số lượng thì tính nếu mà mua lẻ một cây là 25 ngàn. Mua số lượng nhiều thì liên hệ cho bên em. Ví dụ như một hộp là tới 20 cây. Ví dụ như hộp như này 20 cây. Thì em tính giá tốt cho mọi người nữa. Còn nếu mọi người thích mua rũa thường này. Mua rũ thường ví như cái loại này thì em có 4 chấm nhá. Đó, cái loại rũ thường này cũng 4 chấm này. Đó, Estin thường 4 chấm. Đó. Đấy 15 ngàn một cây. Rũ 4 ly nhá. Lưu ý rũ nhỏ 4 ly loại thường là 15 ngàn một cây của Estin. Còn rũ có cá này thì cứ 25 ngàn một cây, có lớn có nhỏ thích lấy nào lấy. Còn ví dụ như một hộp là 20 cây ấy. Đó, thì tính cho mọi người 20 ngàn một cây. Đó. Rồi. Đấy là sên và rũ đầy đủ nhá. Nhớt dùng đầy đủ hết luôn. Đó. Mua hàng thì cứ liên hệ cho bên em nhá. Ở tí nữa thì em rảnh em sẽ lên cái video lam. Lam này có rất là nhiều luôn. Đó, rồi, mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 093 287 1994 để hàng nhé. Đủ loại cho mọi người luôn. Xích vãi này thì khỏi suy nghĩ luôn nhé.